Luca đoạn 1. Bây giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sanh được một trai. Sớm rìa bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Zachary theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng không, phải đặt tên con là Giang. Họ nói trong bà con không ai có tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Zachary biểu lấy bản nhỏ và viết rằng Giang là tên nhỏ nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy con trẻ đó sẽ ra thế nào, vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Bây giờ Zachary, cha con trẻ ấy, được đầy dạy được Thánh Linh, thì nói tiên tri rằng, lời khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài, một đấng cứu thế có quyền phép, như lời Ngài đã dùng miệng các thánh tiên tri phán từ khỏi trước. Ngài cứu chúng tôi khỏi kẻ thù nghịch và tai mọi người ghen ghét chúng tôi. Ngài tỏ lòng thương xót đến tổ tông chúng tôi và nhớ lại lời giao ước thánh của Ngài, theo như Ngài đã thề với Abraham là tổ phụ chúng tôi, và hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự lỗi. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi sáng những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Malachi đoạn 4. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này.